Và ở gam la thứ, cô sẽ hướng dẫn cho các bạn 3 loại. Chúng ta sẽ chọn một trong 3 loại này để chúng ta luyện thuần thục nhé. La thứ tự nhiên, la thứ hòa thanh và la thứ giai điệu. Trước khi chơi hai tay thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn số ngón tay ở từng tay nhé. Tay phải chúng ta sẽ đặt nốt la thấp hơn vị trí đô trung tâm. Chúng ta sẽ dùng ngón là 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, kết là 5. Tay trái thì chúng ta đặt thấp hơn một quãng. Chúng ta sẽ dùng ngón 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 và 3, 2, 1 nhé. Bây giờ cô sẽ thực hành hai tay gam la thứ tự nhiên. Và gam la thứ hòa thanh thì chiều đi lên và đi về đều có phím son thăng nhé. Bây giờ cô sẽ thực hành luôn hai tay. Và ở gam la thứ giai điệu thì chiều đi lên chúng ta có pha thăng son thăng. Nhưng chiều đi về của chúng ta sẽ giống như gam la thứ tự nhiên thôi. Bây giờ cô sẽ thực hành hai tay như sau. Như vậy cô đã vừa làm mẫu 3 loại gam la thứ tự nhiên, la thứ hòa thanh, la thứ giai điệu. Chúng ta chọn một trong 3 loại này luyện thuần thục nhé. Và cuối cùng thì chúng ta cần phải tập với máy đo nhịp cho đều nhịp tốc độ 66 hai tay nhé.